Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thế Tùng Bất Động Sản. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sân bay Long Thành, và Tùng sẽ có một số cái cảnh báo dành cho quý anh chị nào đang quan tâm đến đầu tư vào sân bay Long Thành. Thì sân bay Long Thành đã được chính thức khởi công vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021, nghĩa là chỉ cách đây khoảng mấy ngày. Thì trong cái thời gian gần đây, khoảng cỡ 1-2 tuần gần đây và trong những cái ngày đầu năm của 2021 này, thì sân bay Long Thành và thành phố Thủ Đức đang là những cái tâm điểm về sốt đất tại khu vực phía nam của Việt Nam chúng ta. Về cái thành phố Thủ Đức thì hiện tại bây giờ các thông tin cập nhật mới nhất là các cái thông tin thì sản phẩm tại thành phố Thủ Đức hiện tại đã tăng giá khoảng cỡ trên 10% thưa quý anh chị. Cá biệt có những nơi như là khu dân cư Cát Lái thì hiện tại đã tăng hơn 10 giá, nghĩa là tương đương với khoảng cỡ từ 20 cho đến 30% chỉ trong vòng khoảng 3 tuần gần đây, khi mà chúng ta có cái thông tin chính thức của thành phố Thủ Đức. Và hầu hết thị trường phía đông, nghĩa là các cái quận như là quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 đều có cái sự tăng giá tương đương, nghĩa là tăng từ khoảng cỡ trên từ 20 đến hơn 20% chỉ trong vòng khoảng 3 tuần mà thôi. Thì hiện tại bây giờ tại thành phố Thủ Đức ấy, đang có cái sốt đất, và đang rất là nhiều những quý vị và các anh chị nào quan tâm đến cái dự án này, đến cái khu vực thành phố phía đông này. Thì đối với cái thành phố Thủ Đức ấy, thì nó sốt đất là điều đương nhiên khi mà chính thức thành lập thành phố Thủ Đức, sẽ giúp cho thành phố có hàng loạt những cái quyết sách riêng và việc đẩy mạnh, thúc đẩy về hạ tầng giao thông. Thì trong thành phố Sài Gòn của chúng ta thì trong tương lai chúng ta sẽ có 4 cái dự án giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải ưu tiên đầu tư. Thì anh chị hãy nhìn đi là trong cái khu vực này thì chúng ta sẽ có các cái đường vành đai, đường cao tốc để giảm tải cho cảng Cát Lái cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất và bên thành phố Thủ Đức. Thì ở trong cái khu vực này trong tương lai chúng ta sẽ có một cái khu vực mà rất là quan trọng, đó chính là đây là cái đường vành đai 3. Đó, thì đường vành đai 3 này sẽ được kết nối và sẽ đi xuyên qua thành phố Thủ Đức, và trong tương lai gần thôi, Tùng tin là khi mà nhà nước chúng ta đang đẩy mạnh tiền vào để xây dựng hạ tầng, thì các cái công trình trọng điểm ví dụ như ở phía Nam, ví dụ như là cao tốc Bến Lức Long Thành, rồi đường vành đai 3, rồi cao tốc mở rộng, cao tốc Long Thành Dầu Dây, rồi tiếp tục là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, sẽ là những cái tuyến cao tốc mà đặc biệt quan trọng của đất nước chúng ta trong những năm tiếp theo. Thì việc mà những cái công trình này chắc chắn sẽ được đẩy mạnh, thì nó sẽ liên quan mật thiết đến thành phố Thủ Đức, cùng với việc là trong cái thời gian sắp tới thì thành phố Thủ Đức sẽ mở rộng rất là nhiều cái tuyến đường, ví dụ như là đường Nguyễn Duy Trinh, đường Lã Xuân Oai, đường Lò Lu và những cái tuyến trọng điểm trong cái thành phố Thủ Đức. Thì rõ ràng là về cái việc mà trong cái tương lai gần thì thành phố Thủ Đức sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi về hạ tầng, thì và cái thông tin chính thức để lên thành phố Thủ Đức thì rõ ràng nó sẽ là một cái điểm mà đặc biệt giúp cho nhà đầu tư nhảy vào. Và tất nhiên khi mà nhiều người quan tâm đến cái dự án này, đến cái khu vực thành phố Thủ Đức này, thì rõ ràng là giá trị của khu vực này chắc chắn là phải tăng rồi. Thì việc mà sốt đất tại cái thành phố Thủ Đức thì không có gì lạ cả. Còn cái khu vực Tùng đang muốn nói trong video này là chúng ta hãy cùng bàn về việc sốt đất tại khu vực sân bay Long Thành. Thì liệu sân bay Long Thành có phải là một cái điểm đến đáng để đầu tư cho quý anh chị hay không? Thì Tùng muốn chia sẻ với quý anh chị một số cái điểm lưu ý sau đây. Thì trước tiên chúng ta hãy đi theo một cái bài báo cập nhật mới sáng nay là ăn theo thành phố Thủ Đức và sân bay Long Thành thì sốt đất từng ngày. Thì vào cái khu vực khi chúng ta mà đầu tư vào một cái khu vực thì chúng ta đều phải quan tâm đến việc là khi chúng ta đầu tư thì ai sẽ là người chúng ta bán lại, ai sẽ là người sử dụng cuối cùng của cái sản phẩm bất động sản chúng ta đầu tư. Thì ở khu vực thành phố Thủ Đức với dân cư hiện tại mới chỉ có khoảng hơn 1 triệu dân và sẽ có rất là nhiều những hạ tầng thay đổi, công ăn việc làm sẽ xây dựng tại khu vực thành phố Thủ Đức. Thì cái việc mà di dân cơ học trong những năm sắp tới là điều đương nhiên, và rõ ràng là chúng ta sẽ có rất là nhiều người di rời đến cái thành phố Thủ Đức để sinh sống. Thì rõ ràng thì cái câu chuyện mà bán cho ai không còn quan trọng nữa thưa quý anh chị. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều khách hàng để chúng ta bán trong những năm sắp tới tại thành phố Thủ Đức. Thì thành phố Thủ Đức nếu như anh chị nào mà quan tâm thì đầu tư trong giai đoạn này thì Tùng tin là vẫn tốt để chúng ta đầu tư được. Nhưng mà anh chị cần phải quan tâm là cái thời gian mà anh chị muốn đầu tư vào cái thành phố Thủ Đức này nếu như quá ngắn thì nó sẽ không đạt được cái tỷ suất như mong đợi, mà chúng ta sẽ cần có cái thời gian từ khoảng cỡ 2 cho đến 3 năm trở lên. Tại vì khi trong năm nay, đầu năm nay, sau khi mà Đại hội Đảng được thông qua thì các cái chính sách, quyết sách nó sẽ ra trong cái giai đoạn khoảng cỡ nửa cuối năm 2021 này. Và cái sự phát triển, thật sự phát triển vượt bậc nó sẽ vào giai đoạn khoảng 2022 cho đến 2023. Thì đó chính là những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ gặt hái được thành quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ gieo trồng vào cái giai đoạn năm 2021 này. Thì về cái thành phố Thủ Đức thì rõ ràng là nếu như anh chị đầu tư thì đầu tư rất là ok. Tùng thấy là nó rất là tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư. Còn đối với sân bay Long Thành thì hiện tại bây giờ để sân bay, về cái đầu tư tại sân bay Long Thành thì chúng ta thường sẽ chỉ có hai hướng để đầu tư ngay cạnh sân bay Long Thành mà thôi. Hướng thứ nhất là mua đất xào của dân, và hướng thứ hai là đầu tư vào đất nền, các dự án phân lô bán nền. Các dự án nổi bật ở đây nhất là chúng ta sẽ có như là có James Sky World của Đất Xanh này, rồi The Century của Kim Oanh này, là những cái dự án mà rất là nổi bật trong cái thời gian vừa qua. Ngoài ra thì anh chị có thể tìm hiểu về các loại bất động sản về khu tái định cư của sân bay Long Thành. Thì rõ ràng là những cái bất động sản đất nền đó cũng sẽ là những cái nơi mà có được cái tiềm năng lớn khi mà sân bay Long Thành đi lên. Và những cái thông tin Tùng mới cập nhật sớm nhất ở đây thì tỉnh Đồng Nai cũng đang định hướng để xây dựng một thành phố sân bay tại sân bay Long Thành, nhằm phục vụ cho những cái cư dân, những cái chuyên gia, những cái người làm việc tại sân bay Long Thành trong những thời gian sắp tới và trong tương lai. Thì với siêu dự án sân bay Long Thành thì có diện tích lên đến 5.000 hecta nằm tại ngay cái khu vực này thưa quý anh chị. Thì để anh chị mà đầu tư được thì chúng ta sẽ đầu tư tại những cái dự án xung quanh sân bay Long Thành. Và đầu tư chắc ăn nhất thì chúng ta nên đầu tư vào những cái khu dân cư đã có quy hoạch và đã có sổ đàng hoàng, hoặc là pháp lý phải rất là chắc chắn. Nhưng mà giá trị của cái khu vực này hiện tại bây giờ đang có cái mức giá dao động khoảng cỡ từ gần 20 cho đến khoảng trên 20 triệu trên 1 mét vuông. Cụ thể như ví dụ như nếu như anh chị mà đầu tư lâu dài thì khu vực này, khu dân cư An Thuận này, Tùng đánh giá là một khu dân cư rất là tiềm năng, vì nó nằm ngay ở giữa ngã ba đường 25B và đường quốc lộ 51. Ngoài ra thì nó chỉ cách sân bay Long Thành trong khoảng cỡ 2 cho đến 3 cây số mà thôi. Thì rõ ràng cái khu dân cư này nó sẽ là một cái khu dân cư mà trong tương lai nó sẽ có cái tiềm năng tăng giá rất là tốt. Nhưng mà bây giờ cái giá của nó đã lên đạt đến khoảng hơn 20 triệu trên 1 mét vuông. Thì khi mà anh chị đầu tư, cái nguyên tắc vàng của chúng ta là gì? Là khi chúng ta mua một cái bất động sản thì chúng ta phải hiểu được rằng là ai sẽ là người mua cái bất động sản của chúng ta. Thì đối với hai cái loại hình mà đầu tư bất động sản tại khu vực Long Thành là đất xào, đất héc hoặc là đất nền. Thì chúng Tùng lưu ý về vấn đề đất nền là chúng ta chỉ mua những cái đất nền đã có sổ, hoặc những đất nền nào có pháp lý cực kỳ rõ ràng. Ví dụ như là đất đấu giá, đất tái định cư thì chúng ta có thể xem xét, hoặc như còn những cái dự án nào mà đất nền nào mà chưa ra sổ, mà chưa có pháp lý rõ ràng thì chúng ta tuyệt đối không nên mua. Đấy là cảnh báo thứ nhất dành cho quý anh chị mà những anh chị nào mà mua đất nền xung quanh sân bay Long Thành. Và rõ ràng là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang quanh sân bay Long Thành đang có cái mức giá là khoảng cỡ gần 20 cho đến khoảng trên 20 triệu trên 1 mét vuông như vậy. Thì một cái nền đất tại đây nó đã có cái mức giá trung bình là khoảng 2 tỷ cho một cái nền đất tại đây. Thì xung quanh sân bay Long Thành anh chị phải nhìn xa hơn chút xíu nữa, trong vòng khoảng bán kính 10 cho đến 15 cây số. Xung quanh sân bay Long Thành còn chỗ nào có cái tiềm năng tốt hơn sân bay Long Thành hay không? Có những cái nơi nào mà nó nằm gần các cái khu công nghiệp mà chúng ta có thể đầu tư vào loại hình bất động sản là bất động sản công nghiệp hay không? Thì Tùng thấy có những cái điểm sáng như sau. Xung quanh sân bay Long Thành thì chúng ta có thể tìm hiểu về khu Phú Mỹ. Khi chúng ta có cảng Cái Mép Thị Vải là một cái cảng mà lớn nhất tại khu vực miền Nam chúng ta, và chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới nó sẽ phát triển rất là nhiều, khi mà có những các cái dự án, các cái tập đoàn lớn họ cũng đang có những cái động thái di rời và dịch chuyển về cái khu vực gần với cái cảng Cái Mép Thị Vải này. Ngoài ra thì gần sân bay Long Thành thì chúng ta sẽ có khu vực thị trấn Long Thành và khu vực Nhân Trạch. Thì xung quanh khu vực Nhân Trạch thì chúng ta ngoài có cái dự án ngay ở đây thì chúng ta sẽ còn thêm những cái dự án, ví dụ như là khu dự án dân cư Richland Hiệp Phước DIC, hoặc là anh chị có thể tìm hiểu về những cái Tiến Lộc Garden này. Thì đối với những dự án này đã có sổ hay chưa, về pháp lý như thế nào thì thực sự là Tùng không có quan tâm đến những cái dự án này cho lắm, cho nên là anh chị phải tự tìm hiểu về các cái dự án này. Hoặc là trong thời gian sắp tới thì có thể là Tùng sẽ đi xuống thực tế tại những cái dự án này để review cho quý anh chị về giá thành chính xác cũng như là về pháp lý của cái dự án này. Ngoài ra thì trong tương lai gần chúng ta sẽ có thêm những cái khu vực như Cảng Phước An nằm tại khu vực Nhân Trạch, thì quý anh chị đều có thể tìm hiểu đến những cái dự án mà đã chết trong những năm trước đây. Hiện tại bây giờ mức giá của nó chỉ trong khoảng cỡ 10 triệu cho đến khoảng cỡ dưới 10 triệu cho một nền tại khu vực này. Thì rõ ràng là nó vẫn có cái tiềm năng để chúng ta kỳ vọng vào nó, tại vì nó chỉ cách sân bay Long Thành trong khoảng cỡ 10 cây số mà thôi, mà giá thành thì rẻ hơn rất là nhiều, và cái về cái hạ tầng thì giao thông thì được đồng bộ hơn rất là tốt. Thì cái cảnh báo thứ hai dành cho quý anh chị là những quý anh chị nào đang có quan tâm đến việc mà mua đất xào, đất héc nằm xung quanh sân bay Long Thành. Hiện tại bây giờ cái giá thành của sân bay của cái đất xào, đất héc tại cái khu vực này bây giờ đang cũng không hề rẻ một chút xíu nào, thưa quý anh chị. Trung bình nó đang dao động khoảng cỡ từ 3 tỷ, khoảng hơn 3 tỷ cho một xào, nghĩa là 1.000 m². Thậm chí là có những nơi vị trí đẹp lên đến khoảng 7 tỷ cho một xào 1.000 m² hay là một công tại cái khu vực gần sân bay Long Thành. Hoặc là xa hơn sân bay Long Thành một chút xíu thôi thì chúng ta cũng phải mua đến khoảng cỡ hơn 2 tỷ cho một công nằm gần với đường lớn. Vậy thì cái khu vực này anh chị đang nhìn thấy này, ở khu vực này quanh sân bay Long Thành này, thì dân cư tại khu vực quanh sân bay Long Thành hiện tại bây giờ là đang rất là thưa thớt, thưa quý anh chị. Và đất khu vực này là đồn điền cao su, rừng cao su ngày xưa bạt ngàn, thẳng cánh cò bay. Vậy thì bây giờ nếu như anh chị đầu tư vào những cái đất công, đất héc này với cái mức giá lên vốn lên đến khoảng hơn 3 triệu trên 1 m², thì anh chị đang kỳ vọng vào việc là chúng ta có thể phân lô bán nền với cái mức giá nào, như thế nào? Dưới 1 tỷ cho một nền 100 m², đúng không quý anh chị? Nếu như mà những anh chị mà có thể bán mức giá khoảng dưới 1 tỷ thì chắc chắn là sẽ ra hàng được. Nhưng cái cảnh báo Tùng muốn nói ở đây là về vấn đề pháp lý của khu vực Đồng Nai đang rất là có vấn đề khi mà quý anh chị mua đất công và đất xào. Tại vì tại khu vực Đồng Nai á, thì khi mà người ta quy hoạch một cái khu vực thì đều sẽ có quy hoạch những khu vực nào là đất ở, những khu vực nào là đất công nghiệp và đất thương mại dịch vụ. Nhưng đối với những cái loại mà đất ở thì thường sẽ được phát triển theo dự án, chứ không có kiểu là phát triển một cách độc lập nhỏ lẻ. Cho nên là khi anh chị đầu tư vào những cái đất xào, đất công, anh chị phải đảm bảo, phải chắc chắn được cái vấn đề là chúng ta có lên được thổ cư hay không, chúng ta có thể phân lô được bán nền được hay không, hay là chúng ta chỉ mua ở đó. Nếu như anh chị không có đủ cái nguồn tài chính, cũng như là quý anh chị không có đủ về cái thực lực, về mối quan hệ, cũng như là cái khả năng để phân lô bán nền tại khu vực này, thì anh chị không nên mua những cái sản phẩm đất công, đất xào như vậy. Tại vì giá thành hiện tại bây giờ với Tùng nghĩ hiện tại bây giờ đến hơn 3 triệu, thậm chí là 7 triệu trên 1 m² như vậy thì nó đang là cái mức giá là khá là cao để chúng ta đầu tư rồi. Và đặc biệt là khi anh chị đầu tư vào cái này phải đặc biệt quan trọng đến vấn đề về pháp lý của cái khu vực Đồng Nai. Tại vì những cái đất nền mà chưa có sổ ấy, thì cái việc mà nó sẽ ra sổ rất là chậm. Và những theo cái kinh nghiệm của Tùng đã đầu tư về khu vực Nhân Trạch suốt từ những năm 2016 đến tận bây giờ, thì hầu hết những cái dự án mà chưa ra sổ thì sẽ không có tăng giá, thưa quý anh chị. Có cá biệt những cái dự án được các cái công ty khá là lớn, môi giới khá là lớn, họ làm ra đường xá rất là đẹp, và họ xây dựng, họ bán ra chỉ có khoảng cỡ 7 triệu trong vòng khoảng cỡ 4 năm trước. Nhưng đến tận hiện tại thời điểm bây giờ ấy, thì khách hàng chỉ bán ra mức giá khoảng 8 hoặc 9 triệu. Thậm chí là những người mà bán hòa vốn cho đến tận bây giờ, nhưng mà vẫn chưa thể bán được, tại vì không ra được sổ. Tại vì những cái dự án mà sau này của chủ đầu tư, các cái chủ đầu tư sau này tại khu vực Đồng Nai thì hầu hết là anh chị phải xây dựng thì mới ra sổ, chứ không phải là chúng ta có thể phân lô bán nền bình thường được. Ngoại trừ các loại sản phẩm như là đất tái định cư hoặc là đất đấu giá thì sẽ được ra sổ và không phải bắt xây dựng thì mới ra sổ được mà thôi. Thì khi mà anh chị đầu tư vào những cái dự án bên trong này thì chúng ta tuyệt đối không ham rẻ, và chúng ta phải kiểm tra pháp lý cực kỳ rõ ràng. Và rõ ràng là Tùng cũng vẫn là câu hỏi mà Tùng muốn nói là khi anh chị đầu tư vào cái dự án này thì anh chị vào cái khu vực này thì anh chị phải rõ ràng được rằng là cái người mà chúng ta sẽ bán cho là ai. Đấy, cái người mà cái end user, cái người mà sử dụng cuối cùng họ là ai. Thì anh chị, khi anh chị đã hiểu được họ là ai rồi thì anh chị mới biết được là khả năng chi trả của họ là bao nhiêu. Vậy thì cái miếng đất của mình thì mình sẽ bán cho họ được với giá bao nhiêu. Thì với cái mức mà bây giờ chúng ta đang đầu tư vào thì liệu có lời hay không? Hay là chúng ta chỉ đầu tư theo sóng và chúng ta lướt sóng gắp lửa bỏ tay nhau thôi? Thì nếu như quý anh chị nào mà theo cái hướng lướt sóng thì anh chị làm cái tầm cao hơn rồi, thì Tùng không có cái điều gì để cảnh báo cho quý anh chị cả. Đấy, thì về cái khu vực sân bay Long Thành hiện tại bây giờ có nên đầu tư hay không? Đối với cá nhân Tùng ấy, thì Tùng sẽ trả lời là không. Vì sao? Vì mức giá hiện tại đang rất là cao, và xung quanh nó sẽ có những cái lựa chọn tốt hơn với giá thành tương đương. Việc mà làm tại sân bay Long Thành thì chúng ta di chuyển khoảng cỡ 15 đến 20 phút để đi đến cái nơi làm việc là một câu chuyện hết sức bình thường. Chúng ta không việc gì phải ở sát sân bay Long Thành để nghe cái tiếng ồn, nghe cái tiếng ồn về khi mà về công trình xây dựng, cũng như là việc mà sân bay Long Thành hình thành và phát triển lên thì hàng ngày có hàng trăm hàng ngàn chuyến bay đi đến, thì cái việc mà ô nhiễm về tiếng ồn cạnh sân bay Long Thành sẽ rất là lớn. Cho nên những cái người mà họ có điều kiện họ sẽ không ở gần sân bay Long Thành đâu, thưa quý anh chị. Họ sẽ ở cách sân bay Long Thành trong vòng khoảng cỡ dưới 30 phút đi xe. Thì đó, thì xung quanh sân bay Long Thành thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái dự án nào xung quanh Long Thành nó có khoảng cỡ cái khoảng cách khoảng cỡ 10 cho đến 15 cây số, thậm chí là 20 cây số mà nó có cái giá thành tốt, cộng với việc là nó có những cái tiện ích nổi bật, có những cái thứ mà có thể hút được dân về ở, thì anh chị có thể đầu tư vào những cái dự án đó. Hoặc là nếu như anh chị mà đầu tư vào những cái người bình dân, những người lao động, thì hãy đầu tư vào những cái sản phẩm mà ngay gần sân bay Long Thành. Và chúng ta có thể hướng đến cái mô hình là nhà trọ. Đấy, thì đấy là những cái cảnh báo của Tùng về cái việc mà xuất đất tại ở sân bay Long Thành. Thì khi mà anh chị vào trong những cái đoạn này thì phải vô cùng cẩn trọng, phải rất là cẩn thận và suy tính rõ ràng là mục tiêu chúng ta đầu tư là như thế nào. Chúng ta sẽ bán cho ai, bán với giá được bao nhiêu, và chúng ta sẽ bán trong khoảng thời gian bao lâu, và liệu pháp lý như vậy thì chúng ta có thể phân lô ra được hay không. Đấy, thì đây là những cái vấn đề mà quý anh chị cần phải quan tâm. Rồi, đấy là những cái chia sẻ của Tùng trong cái video này. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này. Thì Tùng cũng rất mong là nhận được những cái chia sẻ, đánh giá, ý kiến của quý anh chị về cái khu vực sân bay Long Thành này. Thì theo quý vị và các anh chị thì cái sân bay Long Thành này có đáng để chúng ta đầu tư hay không? Thì đây Tùng rất là vui nếu như quý anh chị chia sẻ ý kiến, đánh giá của anh chị, đóng góp cho mọi người để chúng ta có thêm cái nhìn khác về cái dự án sân bay Long Thành này, bởi vì tất cả những cái chia sẻ của Tùng trong cái video này là cái chia sẻ cá nhân, cái góc nhìn cá nhân của Tùng về cái dự án này. Nó có thể đúng, có thể sai, và Tùng cũng không dám chắc rằng là câu chuyện là nếu anh chị mua khoảng cỡ 30-50 triệu tại khu vực này thì nó không tăng giá nữa. Tại vì trong tương lai xa thì Tùng vẫn tin là nó sẽ có tăng giá, nhưng mà nó ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái bẫy để mà anh chị cần phải rất là cẩn trọng trước khi anh chị đầu tư vào cái khu vực này. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn tạm biệt.